Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017, chương trình tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tập huấn nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ gia đình sức khỏe hạnh phúc. Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47. Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, bước vào chặng đường mới hiện nay, huyện Phước Long đã và đang triển khai thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với lộ trình từ nay đến năm 2020, tất cả 7 trên 7 xã của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Argentina khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm mất tích bất chấp điều kiện khó khăn và những quan ngại về lượng oxy trên tàu đã cạn kiệt. Ả Rập Xê Út đề xuất đặt căn cứ Liên minh Hồi giáo chống khủng bố tại thủ đô Riyadh sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Ai Cập. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng lực công tác quản lý và hiệu quả truyền thông trong cán bộ hội viên phụ nữ về một số mặt công tác, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ gia đình sức khỏe hạnh phúc, chương trình nước uống an toàn cho người nông thôn và tư vấn tiền hôn nhân năm 2017 cho 150 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố, các xã thị trấn và chủ nhiệm 12 câu lạc bộ gia đình sức khỏe hạnh phúc trong tỉnh. Trong 2 ngày tham gia hội thảo tập huấn, các chị em được trang bị nhiều nội dung kiến thức, trong đó có một số nội dung trọng tâm như khái niệm, mục đích, chức năng, nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ, nội dung hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, kỹ năng quản lý, điều hành và biện pháp duy trì phát triển câu lạc bộ, tình hình sử dụng nguồn nước tại Việt Nam, giải pháp cho sử dụng nước uống an toàn, những kiến thức kỹ năng cần thiết dành cho cộng tác viên, thành viên làm công tác tư vấn tiền hôn nhân. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe một số diễn giả chia sẻ hiệu quả hoạt động, cách làm hay của một số đơn vị về các nội dung như vai trò điều hành chỉ đạo của các cấp hội về xây dựng mô hình, hiệu quả của truyền thông từ mô hình sân khấu hóa với công tác gia đình, vấn đề xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình sức khỏe từ năm 2012 đến nay. Sáng nay tại trường Trung học cơ sở Trần Quỳnh, thành phố Bạc Liêu, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn, Bưu điện tỉnh tổ chức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính Thế giới khởi xướng từ năm 1971 và được triển khai trên toàn thế giới dành cho học sinh từ 15 tuổi trở xuống. Tại Việt Nam, cuộc thi viết thư quốc tế UPU do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức thực hiện. Hàng năm, căn cứ vào các hoạt động nổi bật của Liên Hợp Quốc mà ban tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn chủ đề phù hợp, qua đó mang đến cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới cơ hội thể hiện bản thân với những ước mơ hoài bão trong tương lai, đồng thời khuyến khích các em có những ý tưởng độc đáo và biết cách trình bày các ý tưởng đó một cách thuyết phục nhất. Bên cạnh, đây còn là dịp để các em hiểu biết hơn nữa về vai trò của ngành bưu chính đối với đời sống kinh tế xã hội. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 được phát động với chủ đề Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian, bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã thông qua thể lệ cuộc thi, đồng thời trao giấy khen cho 3 đơn vị tổ chức triển khai tốt cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017 là trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Hồng Dân và trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Bạc Liêu. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Giá Rai vừa tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2017 cho đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Hòa giải, Công chức văn phòng, Thống kê, Tư pháp hộ tịch của các xã phường, Tổ trưởng Tổ Hòa giải của các khóm ấp của thị xã. Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã được triển khai một số văn bản luật mới có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, như triển khai thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án theo quy định tại chương 33 Bộ luật tố tụng dân sự, luật tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Hội nghị giúp đại biểu nắm được những nội dung cốt lõi của các văn bản luật để triển khai vận dụng vào thực tiễn công tác, đảm bảo thực hiện đúng quy định trong lĩnh vực hoạt động của ngành, địa phương và các vấn đề có liên quan đến đời sống của nhân dân, giúp mọi người nâng cao ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Giá Rai là địa phương thứ hai sau thành phố Bạc Liêu có nhiều tiềm năng và lợi thế để thu hút đầu tư. Nhiều nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu và các dự án quan trọng khác đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã, như dự án nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hậu Phòng, dự án nhà máy giày An Hưng, nhà máy chế biến gạch không nung và thùng inox, nhà máy cấp nước sạch Đồng Băng, nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Âu Dưỡng 1.
Để khai thác hết tiềm năng và lợi thế, thị xã Gia Rai tiếp tục mời gọi thu hút đầu tư vào các dự án thế mạnh của địa phương. Với phương châm nhất quán đồng hành cùng doanh nghiệp, Gia Rai luôn lấy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, sự tăng trưởng kinh tế, mức cải thiện thu nhập của người dân là thước đo hiệu quả trong công tác lãnh đạo điều hành của địa phương. Thưa ông, một trong những vấn đề mà doanh nghiệp rất là quan tâm đó là cải cách hành chính. Và cải cách hành chính được xem như là khâu đột phá trong việc thu hút và kêu gọi đầu tư. Vậy thì thị xã Gia Rai đã và đang thực hiện những giải pháp quyết liệt như thế nào để cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn thị xã? Thị xã Gia Rai xem vấn đề cải cách thủ tục hành chính đây là một vấn đề quyết định để tạo một cái điều kiện thuận lợi cho là doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn của thị xã Gia Rai. Chính vì cái xác định như thế thì thị xã Gia Rai tập trung chỉ đạo đó là cải cách cái thủ tục hành chính. Và hiện nay thị xã Gia Rai đã cũng đưa cái trung tâm hành chính công đó đi vào hoạt động trong cái quý ba, trong quý ba. Xem đây là cái vấn đề cải cách thủ tục hành chính cho dân, nhưng mà đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp trên địa bàn cũng như là các doanh nghiệp đến đó là thị xã Gia Rai để chuẩn bị đầu tư. Trong quá trình đó là kêu gọi đầu tư thì cũng có những vướng mắt, nhưng mà ngày gần đây đó thì vấn đề cải cách thủ tục hành chính, vấn đề gặp gỡ doanh nghiệp, vấn đề trao đổi với doanh nghiệp thì chỉ đạo cho các cái bộ phận chuyên môn, các ngành rồi là các cấp đó, thì các đồng chí là phải đặc biệt quan tâm vấn đề này. Hãy vướng mắt như thế nào, các ông chỉ sẵn sàng để tháo gỡ. Có nghĩa là cái gì mà khó khăn là nhà nước sẽ lãnh cái này. Còn cái thuận lợi thì là để tập trung là chỉ đạo là cho doanh nghiệp để một cách thuận lợi nhất để người ta đến địa bàn của mình để người ta đầu tư. Có ý kiến cho rằng để trở thành là nơi có môi trường đầu tư hấp dẫn thì lãnh đạo thị xã cần tăng cường hơn nữa việc mà trao đổi nè, đối thoại, gặp gỡ với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về ý kiến này? Ngoài cái cải cách thủ tục hành chính ra thì phải thường xuyên nè gặp gỡ các cái doanh nghiệp để thăm hỏi và là trao đổi với các cái doanh nghiệp để xem coi các cái doanh nghiệp có vướng mắc cái gì mà cần tới chính quyền, thì là thường trực ủy ban thì giải ra đó là sẵn sàng để ủng hộ và tạo mọi điều kiện với cái thẩm quyền của mình để giúp đỡ cho doanh nghiệp. Thì cũng có một vài doanh nghiệp đó là cũng còn vướng mắc trong cái thủ tục, trong cái đất đai. Thì là qua cái trao đổi như vậy, qua cái đối thoại như vậy, và cũng có là đi đến là gặp doanh nghiệp, rồi doanh nghiệp gặp đó là chủ tịch để rồi trao đổi những cái vướng mắc, những cái khó khăn. Thì khi mà được là trao đổi những vướng mắc khó khăn này, sau cái đối thoại gì thì tôi sẽ chỉ đạo là cho các ngành là sẽ thực hiện là nhanh. Để thu hút đầu tư cần phải có chính sách thông thoáng. Vậy thì thị xã Gia Rai đã đề ra những chính sách ưu đãi gì để thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn thị xã, thưa ông? Thị xã Gia Rai đó là chủ trương tạo một cái điều kiện thuận lợi nhất, thông thoáng nhất về các cái cơ chế áp dụng, những cơ chế chính sách của đảng và nhà nước cho nó là các doanh nghiệp áp dụng một sớm nhất, áp dụng là thông thoáng. Ngoài những cái cơ chế chung ra thì xảy ra là tạo một cái mặt bằng, tạo những cái quỹ đất, đất sạch, gọi là đất sạch, đó là gì, là tạo điều kiện để rồi kêu gọi là thu hút đầu tư. Và cũng báo cáo đồng chí là hiện nay địa bàn thị xã Gia Rai là gần 7 dự án để đang đó là trong một cái giai đoạn đó là giải phóng mặt bằng. Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi trao đổi hôm nay. Theo huyện đoàn Vĩnh Lợi, toàn huyện có 77 chi đoàn địa bàn dân cư ấp trực thuộc 8 đoàn cơ sở xã thị trấn. Qua thống kê, từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 50 chi đoàn ấp tổ chức xong đại hội, hội nghị đoàn viên thanh niên nhiệm kỳ 2017-2018. Theo kế hoạch, số chi đoàn còn lại sẽ được tổ chức hoàn thành vào cuối năm. Việc tổ chức đại hội, hội nghị đoàn viên được các chi đoàn thực hiện đúng theo điều lệ đoàn, cũng như sự hướng dẫn chỉ đạo của đoàn cấp trên, thu hút đầy đủ đoàn viên thanh niên tham dự, thật sự là ngày hội của thanh niên. Trong đó chú trọng báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn nhiệm kỳ trước và phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2018.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ vùng nông thôn, đồng thời còn là điều kiện thuận lợi để thanh niên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác đoàn, cách thức tập hợp thanh niên xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động phong trào của đoàn tổ chức phát động, như hiến máu nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, thành lập các mô hình phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn ấp trong nhiệm kỳ mới. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Phước 3B, cây cầu do bạn bè thân hữu của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đóng góp tài trợ. Cây cầu được xây dựng tại ngã tư lung lớn của ấp Phước 3B nối liền với ấp Mỹ Tân. Cầu có tổng chiều dài 27m, mặt cầu rộng 2m, xây dựng theo kết cấu bê tông cốt thép, nhịp giữa bằng sắt, lan can cầu bằng thép chống gỉ, tổng kinh phí đầu tư trên 140 triệu đồng. Dự kiến cây cầu sẽ thi công hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2017. Là ấp vùng nông thôn sâu của xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, hệ thống sông ngòi chằng chịt, điều kiện giao thông đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Việc tài trợ vốn đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ngã tư lung lớn đã đem lại niềm vui lớn cho người dân ấp Phước 3B nói riêng, xã Vĩnh Phú Đông nói chung. Bà con rất vui mừng vì bữa nay có nhà tài trợ cho được cây cầu thì thuận tiện cho bà con và em út con cháu nó đi học. Trước đây thì không có cầu thì con cháu, con em nó đi học cũng hơi vất vả. Như vậy, từ đầu năm đến nay, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long được bạn bè thân hữu của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đóng góp tài trợ xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn tài trợ xây dựng gần 340 triệu đồng. Vụ mùa năm 2016-2017, Hợp tác xã nuôi nghêu thương phẩm Đồng Tiến đã đưa vào sản xuất 600 hectare đất bãi bồi ven biển thuộc các ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới của xã Vĩnh Thịnh. Hiện nghêu nuôi thời gian cao nhất đã được 1 năm và thấp nhất cũng 4 tháng tuổi. Trong đó, số nghêu được 1 năm tuổi khoảng 200 hectare đã cho thu hoạch. Mỗi ngày, Hợp tác xã thu hoạch từ 10 đến 12 tấn nghêu thương phẩm, loại 50 con 1 ký. Giá bán cho thương lái dao động từ 24 đến 26 ngàn đồng 1 ký. Ước tính mỗi ngày, Hợp tác xã thu nhập khoảng 250 triệu đồng và giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động tại địa phương, với mức thu nhập của mỗi lao động từ 250 đến 350 ngàn đồng một ngày. Hợp tác xã nuôi nghêu thương phẩm Đồng Tiến không chỉ là bà đỡ cho hộ nghèo ven biển, mà còn đóng vai trò khá quan trọng trong sự phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của xã Vĩnh Thịnh, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí phát triển kinh tế tập thể, tiêu chí thu nhập và tiêu chí hộ nghèo, với hàng trăm hộ nghèo ở xã Vĩnh Thịnh có thu nhập ổn định. Điều quan trọng nữa là làm giảm đến mức thấp nhất tình trạng người dân kiếm sống trong rừng phòng hộ, xâm hại đến rừng. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ và sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân, chỉ sau 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2015, tất cả 7 trên 7 xã của huyện Phước Long đều đạt 19 trên 19 tiêu chí và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và chỉ một năm sau đó, cuối năm 2016, huyện Phước Long tiếp tục đạt 9 trên 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, theo quy định của chính phủ. Theo đó, diện mạo nông thôn mới của huyện đổi thay từng ngày, đời sống nhân dân đã được nâng lên đáng kể. Phát huy kết quả đạt được, bước vào chặng đường mới hiện nay, huyện Phước Long đã và đang triển khai thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với lộ trình từ nay đến năm 2020, tất cả 7 trên 7 xã của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, tất cả 7 trên 7 xã của huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, theo quy định của chính phủ. Theo đó, 100% đường trục xã liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 50% đường trục thôn xóm được cứng hóa, đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải. Tỷ lệ đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa đạt 100% và cứng hóa đạt 30%, đáp ứng tốt yêu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Trong sản xuất, ô đê bao thủy lợi, thủy nông nội đồng, trạm bơm tác tập trung đã được hình thành hoàn chỉnh. Nhiều hợp tác xã đã được thành lập hoạt động hiệu quả. Nhiều mô hình sản xuất đa canh đa con kết hợp đạt hiệu quả kinh tế cao đã được duy trì và ngày càng được nhân rộng. Sản xuất được triển khai theo chuỗi giá trị hàng hóa, có bao tiêu sản phẩm hàng hóa cho nông dân. Qua đó giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm ở nông thôn, hướng dẫn phát triển kinh tế và làm giàu cho kinh tế hộ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của huyện. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2016 đạt 37.758.000 đồng một người một năm. Công tác giảm nghèo luôn được các ngành các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã có hàng ngàn hộ nghèo thoát nghèo, qua đó hạ tỷ lệ hộ nghèo của huyện vào cuối năm 2015 xuống còn 2,53% theo tiêu chí cũ. Trên cơ sở kết quả thực tế, đến tháng 11 năm 2017, huyện công nhận 2.071 hộ thoát nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn dưới 4% theo chuẩn mới.
Đó là một vài kết quả nổi bật trong những kết quả chung sau hơn 6 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Phước Long. Kể từ cuối năm 2010, khi huyện được Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chọn là một trong 5 huyện chỉ đạo điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên liên tục để đảm bảo phát triển nông thôn mới bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Do đó, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, huyện Phước Long tiếp tục chỉ đạo các xã nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay đó, huyện đang là tập trung chỉ đạo cho các cái đơn vị xã thị trấn nâng cao các cái tiêu chí, chỉ tiêu mà để phấn đấu là thực hiện cái giai đoạn 2015-20 từ tiến tới những đơn vị là đạt là cái nông thôn kiểu mẫu. Thì trên cơ sở là huyện cũng tập trung sắp xếp lại cái diện tích sản xuất, kiện toàn lại các cái tổ hợp tác và xây dựng được cái 4 cái mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mẫu và phấn đấu đây đến năm 2020 hầu hết các xã đều đạt cái tiêu chí là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Phước Long đang tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Và trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu đặt ra là tập trung tìm nhiều biện pháp để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xem đây là vấn đề cốt lõi. Do đó, huyện chỉ đạo tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, chú trọng liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương. Đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất theo công nghệ cao, tạo ra nông sản sạch, có tính cạnh tranh và mang lại thu nhập cao cho người dân. Phấn đấu cuối năm 2020 có nhiều xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Khi mà được Thủ tướng Chính phủ, được Chính phủ giao cho chọn huyện Phước Long là một trong 5 điểm về xây dựng nông thôn mới thì có thể nói đây là một cái thông tin là đảng bộ chính quyền của huyện Phước Long nói riêng và đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Bạc Liêu rất là phấn khởi. Và chúng tôi cho là huyện Phước Long cũng đủ điều kiện sẽ sớm trở thành huyện nông thôn mới, bởi vì trước đó Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bạc Liêu cũng đã chọn huyện Phước Long là huyện phát triển nông thôn mới toàn diện. Đây là cái tiền đề rất là quan trọng để cho Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Bởi vì như chúng ta biết là các cái tiêu chí trở thành huyện phát triển nông thôn mới toàn diện đó thì nó cũng gần như là các cái tiêu chí của huyện nông thôn mới. Do đó mà khi mà được Trung ương chọn thì chúng tôi rất là phấn khởi và có thể nói là xác định từ ngay từ đầu đó là khả năng là sẽ sớm trở thành huyện Phước Long, huyện nông thôn mới. Bởi vì nó có những tiền đề hết sức quan trọng, đó là phong trào trong nhân dân và phong trào trong cán bộ đảng viên của huyện Phước Long. Khi mà đã chọn tỉnh chọn là thành cái huyện phát triển toàn diện đó thì nó đã có phong trào. Do đó mà khi mà chọn huyện nông thôn mới thì chúng ta đẩy cái phong trào đó lên. Và thực tế là cái phong trào mà xây dựng nông thôn mới của huyện Phước Long đã trở thành một phong trào sâu rộng rồi được nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao. Do đó trong một thời gian không dài thì tất cả các cái xã của huyện Phước Long trở thành xã nông thôn mới. Và thực tế là bộ mặt của huyện Phước Long thay đổi rất lớn, đời sống của người dân phát triển rất tốt. Thì hiện nay đó, tỉnh cũng đã xây dựng cho Phước Long xây dựng một số khu vực, một số xã, một số ấp, thôn trở thành là nông thôn kiểu mẫu. Thì trong tương lai sắp tới, tỉnh sẽ chỉ đạo cho huyện Phước Long làm sao đó nó đạt được nhiều cái mô hình nông thôn mới kiểu mẫu để nó lan tỏa ra. Rồi trong lan tỏa một thời gian nữa đó thì sẽ dần dần xây dựng thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở những thành quả đạt được, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang nhận được sự quan tâm cao của người dân và chính quyền các xã trong huyện Phước Long, đặc biệt là các xã được chọn thí điểm thực hiện thời gian qua. Hiệu quả mang lại đã được minh chứng. Mô hình nông thôn mới kiểu mẫu thực sự đang là đích đến và chắc chắn sẽ được nhân rộng ra toàn huyện trong chặng đường sắp tới.
11 ngày trôi qua kể từ khi tàu ngầm ARA San Juan của Argentina mất tích tại khu vực Nam Đại Tây Dương, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào của con tàu và 44 thủy thủ. Hôm qua, Hải quân Argentina đã khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm và không từ bỏ hy vọng bất chấp điều kiện khó khăn và những quan ngại về lượng oxy trên tàu đã cạn kiệt. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Banvi cho biết biển động với sóng lớn khiến việc tìm kiếm tàu ngầm mất tích trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, Argentina sẽ không từ bỏ việc tìm ARA San Juan. Hiện chiến dịch tìm kiếm của Hải quân Argentina vẫn đang diễn ra với sự hỗ trợ 13 nước, huy động khoảng 30 tàu thuyền và máy bay cùng 4.000 người. Trong đó, Nga và Mỹ, hai nước có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực tìm kiếm, đang tích cực tham gia hỗ trợ. Hiện Nga đã triển khai tàu nghiên cứu hải dương cùng máy bay vận tải Antonov mang theo một robot có thể dò tìm ở độ sâu 1.000 mét dưới đại dương đến khu vực tìm kiếm. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani hôm qua tuyên bố đường lối ngoại giao của Cộng hòa Hồi giáo Iran dựa trên việc giải quyết các xung đột thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời chỉ trích Mỹ gây trở ngại cho việc thực thi thỏa thuận hạt nhân lịch sử có tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung mà nước này đã ký kết năm 2015 với nhóm P5+1 gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ cùng với Đức. Theo Press TV, phát biểu tại Tehran trong buổi tiếp ông Janusz Lewandowski, thành viên nghị viện châu Âu EP và là chủ tịch nhóm nghị sĩ EP về quan hệ với Iran, Chủ tịch Quốc hội Larijani nêu rõ, không thể để những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ cùng một số đồng minh của Washington ở khu vực gây cản trở việc thực thi thỏa thuận hạt nhân. Và Tehran cam kết thực thi thỏa thuận này. Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục đưa ra những bình luận chống Iran với mục đích thuyết phục những nước khác không thúc đẩy quan hệ với Tehran. Ông Larijani cho rằng EP có thể hưởng lợi từ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân và giúp tăng cường hợp tác kinh tế với Iran bằng việc dỡ bỏ những rào cản hiện nay. Vài ngày sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Ai Cập khiến hơn 300 người thiệt mạng gây chấn động cộng đồng quốc tế, hôm qua 26 tháng 11, Ả Rập Xê Út đã đề xuất đặt căn cứ của Liên minh quân sự các nước Hồi giáo chống khủng bố tại thủ đô Riyadh của nước này. Đề xuất của Ả Rập Xê Út được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia thuộc Liên minh Hồi giáo chống khủng bố đang được tổ chức tại quốc gia này. Liên minh các nước Hồi giáo chống khủng bố vốn được thành lập 2 năm trước với sự hỗ trợ của Hoàng tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, người hiện là thái tử nước này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, để trung tâm nói trên chính thức đi vào hoạt động, các quốc gia thành viên cần phải hỗ trợ lẫn nhau trong việc thông tin về những kẻ khủng bố. Đây là hội nghị đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng cùng giới chức cấp cao các nước thuộc Liên minh Hồi giáo chống khủng bố. Hội nghị năm nay có sự tham gia của đại diện 40 nước từ Qatar, quốc gia đang có căng thẳng ngoại giao với một số nước Ả Rập. Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid hôm qua cho biết ông lạc quan về triển vọng người Hồi giáo Rohingya đang tị nạn tại Bangladesh sẽ dần trở về quê nhà ở Myanmar an toàn. Phát biểu được Tổng thống Hamid đưa ra khi ông tới thăm những người Hồi giáo Rohingya tại trại tị nạn Palukkali gần Scott Bazar. Chuyến thăm của Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid tới khu tị nạn của người Rohingya diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Bangladesh và Myanmar ký thỏa thuận hồi hương hàng trăm ngàn người Rohingya đang tị nạn tại Bangladesh. Theo thỏa thuận được ký kết, Myanmar sẽ tiến hành các biện pháp để những người Rohingya hồi hương sẽ không phải trú ngụ ở những nơi tạm bợ quá lâu và cấp cho họ một thẻ căn cước. Kể từ hồi tháng 8 vừa qua, có tới hơn 600.000 người Rohingya đã rời khỏi Myanmar sang Bangladesh. Những người này cho biết họ sẽ chỉ quay trở về quê nhà nếu chính phủ Myanmar công nhận họ là công dân hợp pháp. Sáng nay, chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ 2017 đã kết thúc khi người đẹp Demi Lena Peters, đại diện của Nam Phi, đăng quang ngôi vị cao nhất. Thí sinh Việt Nam Nguyễn Thị Loan, cựu vận động viên bóng chuyền, sinh năm 1990, đáng tiếc đã không thể lọt vào top 16 cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2017, dù có màn trình diễn khá xuất sắc. Tân Hoa hậu Hoàng Vũ Demi Lena Peters, 22 tuổi, cao 1m71, cô dự tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Northwest. Người đẹp Nam Phi đã có phần thể hiện xuất sắc, đặc biệt trong phần thi ứng xử ở top 3 cùng hai đại diện Colombia và Jamaica. Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho người đẹp Colombia Laura Gonzalez, 22 tuổi. Á hậu 2 thuộc về đại diện sắc đẹp Jamaica Davina Barnett, 21 tuổi. Chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ lần thứ 66 đã diễn ra dưới ánh sáng lung linh của nhà hát The Oasis ở thành phố Las Vegas của Mỹ. Dẫn dắt chương trình là hai MC gạo cội Steve Harvey và Ashley Graham. Cuộc thi năm nay chứng kiến sự tranh tài của 91 người đẹp thế giới với các màn trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, bikini và thi ứng xử. Đáng chú ý, trong chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ năm nay, Cara Macaulay, đại diện sắc đẹp của nước chủ nhà, không lọt vào top 5 cuộc thi, dù cô được giới chuyên môn đánh giá vừa có lợi thế sân nhà, vừa hội tụ mọi yếu tố để có thể giành vương miện. Chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Bạc Liêu đến đây là hết.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.